Lan Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là anh Alex Nguyễn từ Liên hội Tuổi trẻ San Diego. Trước hết chào Alex. Chào chị Vân Anh và xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình VNTV. Quý vị thấy là chị em chúng tôi ngồi ở đây thưa chuyện với quý vị với khung cảnh rất là Tết, có hoa đào, hoa lan. Mặc dù chúng ta mới có là giữa tháng 10 thôi. Thưa quý vị, lý do là tại vì chị em chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về một cái chương trình có liên quan đến hội chợ Tết Miramisa của chúng ta sắp tới. Thưa quý vị còn nhớ là hàng năm Liên hội Tuổi trẻ San Diego phối hợp cùng với Hiệp hội Người Việt tổ chức một hội chợ Tết rất là quy mô, rất là long trọng tại Miramisa để cho tất cả người Việt của chúng ta tại San Diego cũng như là cư dân tại San Diego đến tham dự. Và Alex ơi, chị biết là cái hội chợ Tết của chúng ta hàng năm á có bao nhiêu người đến tham dự? Thì chị, hàng năm hội chợ Tết của chúng ta khoảng chừng từ 25.000 tới 30.000 người, thì tùy theo thời tiết và cũng tùy theo coi như là bữa ca sĩ nào hay nọ, nhưng mà thường thường là khoảng chừng 25.000 tới 35.000. Vâng, thưa quý vị, trong suốt 15 năm qua, năm nay đó là Liên hội Tuổi trẻ kỷ niệm 15 năm phải không Alex? Đúng rồi chị, từ 2006 cho đến bây giờ là đúng 15 năm. Vâng, thưa quý vị, trong suốt 15 năm vừa qua, VNTV luôn luôn đồng hành với các bạn trẻ của Liên hội Tuổi trẻ và cũng như tất cả quý vị đã luôn đồng hành với các em của Liên hội Tuổi trẻ để càng ngày chúng ta càng có một hội chợ Tết càng quy mô hơn, vui hơn, nhộn nhịp hơn để cho tất cả người Việt chúng ta đến vui chơi. Mà một năm mới có một lần mà quý vị biết đó là ban tổ chức giống như là Liên hội Tuổi trẻ phải sửa soạn để có để cho chúng ta có một cái Tết nhiều khi cả năm hay là nửa năm luôn đó phải không Alex? Coi như là sau khi hội chợ Tết là tụi em nghỉ một tháng xong bắt đầu trở lại làm việc hội chợ Tết lần nữa. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh lúc khi mà đi ra với hội chợ Tết thì thấy là rất là thương các em, nhưng mà các em đã phải chuẩn bị làm việc rất là cực trong suốt một năm vừa qua. Và thưa quý vị, làm việc cực không nói chi rồi, nhưng mà làm sao để có ngân khoản để tổ chức một cái hội chợ Tết rất là lớn như vậy. Thì thưa quý vị, hàng năm, đây là năm thứ hai các em trong Liên hội Tuổi trẻ cũng như là Hiệp hội Người Việt tổ chức một đêm dạ vũ để gây quỹ, để có cái ngân sách để mà chúng ta có thể làm hội chợ Tết. Thì ngày hôm nay chị em chúng tôi mời gọi quý vị đến với chương trình Thu Quyến Rũ. Mời Alex nói chi tiết hơn về cái gì. Vân Anh có cái poster rất là đẹp quý vị. Đúng rồi, và tại vì chúng ta là cái mùa thu, đang vào mùa thu thì nó quyến rũ, thì chúng ta đặt chủ đề là thu quyến rũ. Thì thường thường là hàng năm thì thường làm vào khoảng chừng mùa đông, nhưng mà tại vì năm nay Tết đến sớm đúng quá. Đúng rồi quý vị ơi, cũng như là ban tổ chức cùng với Hiệp hội Việt đang làm việc rất là nỗ lực, cũng chỉ còn chừng 2 tháng mấy nữa, 3 tháng nữa thôi phải không đúng Alex? Đúng rồi chị, cho nên Chương trình của chúng ta, Alex nói tiếp thêm đi Alex, những cái chi tiết như thế nào? Thì chi tiết từ năm nay thì có những ca sĩ như là Quốc Khanh và Khánh Hà trở lại với San Diego và trở lại với Liên hội Tuổi trẻ. Nhất là Quốc Khanh là 10 năm rồi vắng bóng với Liên hội Tuổi trẻ. Rồi chị Khánh Hà khoảng chừng 3 năm rồi thì mới trở lại với Liên hội Tuổi trẻ về để chủ đề thu quyến rũ mà gây quỹ cho chúng ta, cùng với những ca sĩ địa phương như là Titi, rồi Vũ Thắng, Nguyễn Cư, Thùy Vân, rồi những ca sĩ cộng đồng và những ca sĩ của ban nhạc Mystic nữa. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa mời quý vị đến với chương trình nhạc chủ đề là thu quyến rũ để gây quỹ cho hội chợ Tết của chúng ta tại Miramisa sắp tới phải không? Đúng rồi, mà chương trình này sẽ làm tổ chức vào ngày 11 tây tháng 9 9 tây tháng 11 tại nhà hàng Tràm Chim. Vâng, tức là Lee's Garden rồi, của đúng rồi, còn một tháng nữa. Mà thưa quý vị, với cái vé nó cũng rất là affordable, tức là cái vé giá vé rất là tượng trưng. Với cái vé này thưa quý vị, chỉ để cho ban tổ chức chi phí trong cái buổi gây quỹ này thôi. Tuy nhiên rất là cần sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị tại nhà hàng Tràm Chim. Bên anh biết là có thể sức chứa đến 500 người phải không Alex? Đúng rồi. Thưa quý vị, và một lần nữa chương trình văn nghệ chủ đề thu quyến rũ do Liên hội Tuổi trẻ và Hiệp hội Người Việt tổ chức gây quỹ cho hội chợ Tết của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 9 tháng 11 sắp tới thưa quý vị, bắt đầu từ 6 giờ tối tại nhà hàng Tràm Chim. Giá vé 75 đồng là cho VIP. Vé VIP. Đúng rồi. Vé thường là 65 đồng mà quý vị biết không? Ngoài cái việc mà chúng ta được thưởng thức một chương trình nhạc thật là tuyệt vời, chúng ta còn được ăn tối. Đúng rồi. Vé là hàng nào cũng được bao.
vé nào cũng được ăn hết quý vị. Dạ. Tức là 75 đồng cũng được được ăn, 65 đồng cũng được ăn. À, cho nên mời quý vị một lần nữa hãy gọi ngay cho chị Hiền Hiền ở số điện thoại là 858-740-4767 và anh Lân 858-717-9078 để có ngay vé tham dự trong chủ đề thu quyến rũ và cái chuyện mà chúng ta nghe nhạc ăn tối cùng với vùng cùng với ban tổ chức của hội chợ Tết. Cái đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta cùng đến để góp mặt với ban tổ chức, cùng đồng hành với các em trong Liên hội Tuổi Trẻ để cho các em có một cái niềm hăng say hơn để làm việc, phải không ạ? Đúng rồi, và trong cái đêm đó ngoài chuyện nghe ca nhạc nữa, quý vị có thể chơi là một trò chơi xổ số để mà gây quỹ thêm nữa, thì cũng rất là nhiều quà của những coi như mạnh thường quân đã cho tụi em để mà cho quý vị, giống như là coi như là một đêm ngủ ở tại Borona với lại ăn tối ở Borona. Wow. Chúng ta cũng biết là Borona là gọi là sponsor cho hội chợ Tết của chúng ta trong rất là nhiều năm vừa qua, phải không Alex? Rồi, cũng cần hơn 10 năm rồi. Dạ. Và Alex có thể cho quý vị khán giả được biết là trong cái hội chợ Tết của chúng ta năm nay sẽ có những cái gì đặc biệt so với những năm trước, tại vì thưa quý vị, năm nay là Liên hội Tuổi Trẻ kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hội Tuổi Trẻ tại San Diego của chúng ta. Thì chúng ta có một cái nhiều chương trình, thì mỗi năm Liên hội Tuổi Trẻ rất là muốn làm cho nhiều cái tiết mục mới hơn và cái đặc biệt hơn. Nhất là năm nay thì chúng ta chỉ có một cái, nhiều cái mà cái bật mí chưa có nói ra được. Như một cái mà Alex có thể nói ra là năm nay thì quý vị biết là hàng năm chúng ta thường hay có những ca sĩ thượng hạng đến với San Diego mà hát miễn, coi như quý vị miễn phí cho quý vị vô coi mà không không phải cần mua vé. Nhưng thì năm nay thì có một nhóm rất là nổi tiếng từ thập niên 80 cho đến bây giờ, tức là nhóm New Wave của, oh, wow. Yeah, của chị Linda Trang Đài, Tracy Phương Trinh, anh Tommy Ngô, rồi thêm Thái Tài và Lillian sẽ xuống với Liên hội Tuổi Trẻ và coi như là quậy. Hứa hẹn chúng ta sẽ có một hội chợ Tết rất là vui, rất là sôi nổi và rất là khác so với những năm trước, phải không Alex? Kỷ niệm 15 năm mà phải đặc biệt hơn chứ. Đúng rồi. Chủ đề của chúng ta có chưa? Đúng rồi, chủ đề là mãi là mùa xuân. Mãi là mùa xuân. Tại vì 15 năm coi như là tuổi xuân thì lúc nào cũng phải trẻ mãi chứ không thể nào mà già được. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị hãy cùng đồng hành với các bạn trẻ của chúng ta tại Liên hội Tuổi của Liên hội Tuổi Trẻ để hội chợ Tết xuân năm nay của chúng ta sẽ chu đáo hơn, sẽ trọn vẹn ý nghĩa của một ngày xuân hơn và sẽ có thật là nhiều đông người đến tham dự hơn. Vân Anh thấy là trong cái Tết Miramisa của chúng ta hàng năm á, ngoài người Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều những người cư dân của San Diego đủ mọi chủng tộc, phải không Alex? Đúng rồi, tức là cái hội chợ Tết ở làm tại Miramisa, tức là hội chợ lớn nhất ở vùng Miramisa, thì hàng năm dường như có người là người Filipino, người Mỹ và người coi như người Mỹ họ tới, họ rất là thích hội chợ này, tại vì họ nói là hàng năm thì có một cái hội chợ rất là lớn ở Miramisa thì họ rất là vui. Và cũng vì vậy mà Union Tribune, những người độc giả của Union Tribune đã coi như là bầu cử cho hội chợ Tết là một trong những hội chợ coi như favorite in San Diego's favorite, tức là một cái mà người San Diego rất là thích. Vâng, thưa quý vị thấy không, tờ báo Union Tribune của San Diego là tờ báo của dòng chính Hoa Kỳ mà cũng công nhận cái hội chợ Tết Miramisa do Liên hội Tuổi Trẻ cũng như là Hiệp hội Người Việt tổ chức là một cái event lớn nhất và được nhiều người ưa thích nhất. Yeah. Thì nếu mà chúng ta không cùng đồng hành với các bạn trẻ thì quý vị thấy là làm việc lâu ngày thì ai cũng mệt mỏi, phải không? Các em rất là cần sự hỗ trợ của chúng ta. Ngoài việc chúng ta đóng góp tài chính, xin quý vị hãy cùng đồng hành với các em, hãy đến volunteer để giúp cho các em. Và một lần nữa quý vị hãy vào trang nhà sdtet.com. Và nói về góp sức thì chúng ta cũng đang coi như là cái phần thi Miss Việt Nam San Diego, thi Hoa hậu Việt Nam San Diego, thì cái lịch trình để đăng ký sẽ đến ngày 22 tháng 10 sẽ đóng. Cho nên quý vị nào có con em nào muốn ghi danh thì lên sdtet.com để mà ghi danh. Vâng, thưa quý vị có con em muốn cho tham dự trong cuộc thi Hoa hậu năm 2020 với các em trong Liên hội Tuổi Trẻ thì ngày 20 hả em? Đúng là 22 tây là ngày 22 tây là hết hạn rồi. Xin mời quý vị nhắc nhở cho các em ghi danh để cho cái cuộc thi Hoa hậu năm nay thật là vui, thật là sôi động nha quý vị. Và một lần nữa, cách mà chúng ta giúp cho các em thiết thực nhất là chúng ta tham dự chương trình văn nghệ thu quyến rũ vào ngày 9 tháng 11 sắp tới, thứ bảy 9 tháng 11 sắp tới tại nhà hàng Tràm Chim nha quý vị. Một lần nữa quý vị gọi cho
chị Hiền 858-740-4767, anh Lân 858-717-9078, hoặc là nếu mà quý vị thuộc số điện thoại của Vân Anh, quý vị cũng có thể gọi cho Vân Anh nhé. Thì để chúng ta có vé tham dự trong cái buổi thứ bảy ngày hôm nay, quý vị đến thật đông để hỗ trợ tinh thần cho các bạn trẻ. Quý vị thấy không, chúng ta nghe một cái một chương trình ca nhạc rất là hay, ăn cơm tối với nhau chỉ có tốn có 75 đồng hoặc 65 đồng thì đâu có nhiều phải không quý vị? Và cái điều quan trọng là các bạn trẻ, anh Alex cũng như là các bạn trẻ của Liên hội Tuổi Trẻ và Hiệp hội Người Việt sẽ cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là ấm lòng và có thêm tinh thần nữa để làm việc cho tốt hơn. Nhất là ca sĩ Khánh Hà thì cũng ít khi nào xuống San Diego, thì lần này quý vị coi như 75 đồng để coi Khánh Hà. Hai người ca sĩ mà Vân Anh rất là yêu mến và Vân Anh tin chắc là quý vị cũng rất là yêu mến hai người nhạc sĩ rất là quen thuộc của chúng ta. Ca sĩ rất là quen thuộc của chúng ta là Khánh Hà cũng như là anh Quốc Khanh, và những người ca nhạc sĩ quen thuộc của San Diego của chúng ta cùng với ban nhạc The Mystic sẽ hứa hẹn chúng ta sẽ có một đêm nhạc thật là vui. Một lần nữa xin mời quý vị ủng hộ cho hội chợ Tết Mira Mesa 2020 bằng cách tham dự chương trình Văn Nghệ Thu Quyến Rũ vào ngày thứ bảy 9 tháng 11 sắp tới nha quý vị. Một lần nữa liên lạc với chị Hiền, anh Lân qua số điện thoại chúng tôi có trên màn ảnh, cũng như là quý vị cũng có thể liên lạc với Vân Anh để có vé tham dự. Anh Alex nói gì trước khi chúng ta chia tay? Thì bây giờ thì 15 năm thì chương trình hội chợ Tết này cũng đã, quý vị cũng đã biết rồi, thì mỗi năm mỗi miễn phí mà chi phí thì hàng năm càng cao lên. Đúng cho rồi. Nên phải cần gây quỹ càng nhiều để mà giữ cái hội chợ Tết miễn phí cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày thứ bảy 9 tháng 11 sắp tới tại nhà hàng Tràm Chim để cùng chung vui góp mặt với các bạn trẻ của Vaya, của Liên hội Tuổi Trẻ cũng như là Hiệp hội Người Việt, ban tổ chức của hội chợ Tết sắp tới vào năm 2020. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.